ân cung đệ tử đâm tiền tại được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh quân bầm tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phùng hành lời dạy đức điều ngữ chứng quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đâm, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Và chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thù thoát khỏi bốn đò sư. Bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù khổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tà ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, thiên thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung.
Yani tapuani sama gatani pumani wajani wa antaleke sabbe wa puta sumana pawantu aku bisa kacang sunantu pasitang tasmai puta nisame tasambe metang karo tamano ya baca yani wajarato jaranti ye paling tasmai Pamata yang kinh chi vi tăng vi ta hoa hu răng hoa sang ghê su hoa yang rata ba ni tăng na no ta ti ta tha nay đăng vi bồ tê rata năng ba ni tăng khai tê na sa chê na su hoa ti ho tu ka yang vi ra găng nam a tăng ba ni tăng ya da cha ga sa ya mu ni sa ma hi to na te tham mê na samati kinh chi đăng bi tham mê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu yang bua ta se tho ba ri wan na di su chin samati ma nam ta ni ca nha ma hu samati na tê na sa mô na vê cha ti đăng bi tham mê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hum ti te da ti nay ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pa la ni đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa chê na su va ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan nghe na ni ca mi no go tam sa sa năng hi te ti ma sa am tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng mi sang kê ra ta năng ba ni tăng hi te na sa je na su va ti ho tu ya tinh đa khi lo ba ta vinh di ho si ya cha tu phi wa te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa kê na su va ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hoa yan ti gam pi ra banh ye na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha quang a tha ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa kê na su va ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha wan ti sa ka ya đi ti vi chi ki tan cha ti la pa tan wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bu ka tung ni đăng bi sang kê ra ta năng ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căng ca dê na va cha chê ta sa va a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa vô ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti hô tu wa na pa gum be ya ta pu si tang ge gim ha na ma se ta tam ma ning gim ne ta thu ba mang tham ba wa rang de sa yi ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya i nam ni pu te ra ta nang ba ni tang e te na sa ke na su wa ti hô tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anu taro tham ma wa răng a di sa di đăng bi bồ tê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam
thân kiến và hoài nghi luôn cả giới các thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiên giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời in chung hữu tình quy mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày thứ ba 19 tháng 5 năm 2020 Phật lịch 2564, chúng ta lại có thêm một ngày ở trong chương trình đặc biệt tu học nhưng mùa đại dịch. Cho đến giờ phút này thì đã có một vài tin tức cho thấy rằng một vài loại thuốc chủng ngừa của COVID-19 có dấu hiệu khả quan, nhưng mà mới chỉ là bước sơ khởi, sẽ mất thêm một thời gian nữa, mặc dù tất cả các cơ quan hữu trách cố gắng tăng tốc để làm sao sớm có thuốc chủng ngừa. Trước khi có thuốc chủng ngừa thì cả thế giới phải chuẩn bị để đón một mùa hè ở trong cái sự cách ly. Người ta vẫn chưa biết là phải làm thế nào để các bãi biển người ta có thể giữ một khoảng cách tương đối là tốt
tránh sự lây nhiễm. Làm cách nào để các nhà thờ, các ngôi chùa, những nơi sinh hoạt công cộng mà người ta đến tu học mà có thể giữ một khoảng cách tương đối an toàn, và người ta cũng chưa biết làm cách nào để có thể trẻ em trở lại các trường học mà với cái ý thức rất là non nớt của trẻ em có thể giữ một khoảng cách rất là tốt cho sự phòng chống lây nhiễm. Trước khi có thuốc chủng ngừa thì một biện pháp xem ra hữu hiệu để giảm thiểu sự lây nhiễm đó là cách ly xã hội. Và sự cách ly đó đã bắt cả thế giới trả một giá rất đắt về mặt kinh tế. Hôm nay thì người ta đã có một con số ước tính rằng để nền kinh tế Hoa Kỳ có thể được kích hoạt trở lại một cách khả quan, đất nước này cần ít nhất là 10.000 tỷ, thêm trillion dollars, 10.000 tỷ, một con số tiền khổng lồ. Thưa quý vị, riêng chúng ta thì hôm nay, ngày mai và ngày mốt là ba ngày còn lại của chương trình tu học đặc biệt này trong mùa đại dịch. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình sinh hoạt vào ngày 21. Ở trong ba ngày cuối cùng này thì chúng ta vẫn tiếp tục quyển sách của Ngài Ajahn Chah. Và riêng về hôm nay thì chúng ta bước qua phần sau cùng là hãy xả bỏ tất cả. Phần này dài 30 câu và Đại Đức Từ Tri chia làm 3 phần. Và do vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về phần đầu. Trước khi đi vào nội dung của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy thành tịnh để lễ Tam Bảo, kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Phật Pháp Tăng, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Minh Hạnh. Có lẽ khi chúng ta đọc chương cuối cùng ở trong quyển sách của Ngài sưu tập những lời dạy Ngài Ajahn Chah thì chúng ta sẽ có chút ngạc nhiên là về ý niệm buông xả được Ngài nói rất nhiều. Mà những ai ở gần Ngài Ajahn Chah hay là đọc nhiều sách của Ngài Ajahn Chah đều nhận ra điều này.
Lời dạy của Ngài rất là rõ ràng, là nếu chúng ta có khả năng buông xả cái gì cần phải buông xả thì chúng ta bớt khổ. Chẳng những cho tôi bớt khổ mà chúng ta bớt đi những cái phiền não, nhất là thù oán hoặc là dính mắc. Buông xả không phải chỉ đơn thuần là một nghệ thuật, mà buông xả là một ở trong những cái điều kiện để hành giả có thể đi tới. Cứ tưởng tượng như vậy, là một người ở trong một căn nhà như ở tại Mỹ chẳng hạn, mà bất cứ cái gì có thể cất giữ đều cất giữ, không dám bỏ, không dám cho, thì thứ gì lâu ngày chúng ta sẽ chất chứa rất là nhiều thứ. Đến lúc nào đó thì chúng ta cũng phải bỏ thôi. Hay hoặc giả đời sống của chúng ta có những chuyện mà mình không muốn nhớ, nhưng mà làm sao để quên, làm sao để buông xả. Không đơn thuần là mình kết án hay mình bực bội, mà mình phải có một phương cách. Nhưng mà thái độ để buông xả đó, nó là một thái độ rất cần. Và Ngài không phải chỉ nói như là một lời khuyên, mà Ngài còn đưa ra nhiều cái phương pháp. Chứ tôi mời chúng ta hãy đọc lại những câu nói của Ngài Chân Cha về sự buông xả. Như đã nói khi nãy là phần này gồm có 30 câu, và cũng là phần cuối cùng của quyển sách, không chẳng có ai cả. Nhưng mà được chia ra làm 3 phần, hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Do vậy chúng ta sẽ bắt đầu với 10 câu ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe những câu nói được sưu tập này. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thai, dạ, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin được đọc bài quán chiếu trích từ Chẳng Có Ai Cả. Nô A Chanh Cha, A Chanh Cha, Tỳ Khu Khánh Hỷ chuyển dịch. Hãy xả bỏ tất cả. Một, hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm để tùng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này. Ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái, dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này. Cơ thể chúng ta có thể xả bỏ nó, nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. 2. Tìm hiểu thân thể và tâm trí của bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm, ít ỏi. Đừng quá dính mắc vào giáo pháp. Đừng nắm giữ hay nhảy sụp bổ vào những cảm xúc của mình. 3. Nhiều người sợ bố thí. Họ cảm thấy bị áp chế và bốc lột khi phải cho ra. Muốn trau dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn, dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 4. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 5. Người ngoài có thể cho rằng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi
chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 6. Thay vì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói, những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%. Hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm thì có thể hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng, như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Ajahn Chah lắc đầu cười nói, không, 4 năm đầu con không được 1% nào cả. Đến năm thứ 5 con sẽ hiểu 5%. 7. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục, vị sư học trò trả lời rằng, thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục, nhưng thật ra con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói, dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ajahn Chah bèn trả lời, tâm chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp. 8. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn Chah trả lời, người nào làm điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 9. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, ngài có phải là một vị A-la-hán không? Ajahn Chah trả lời, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao? Nó vậy. 10. Hỏi, tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê? Đáp, bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. Và còn tiếp, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính nhân bích đến sư ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thưa vị, ở trong 10 câu nói ngày hôm nay của Ajahn Chah, đặc biệt là khác hơn thường lệ, là có nhiều câu nó nằm ở trong một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện ngắn như một giai thoại được kể lại. Nhưng mà riêng trong bài đầu tiên, trong câu đầu tiên thì thưa quý vị, đó là một sự thật mà tất cả chúng ta rất cần để nhìn vào. Một điểm mà không riêng với người bình thường, mà ngay cả với những người tu tập, đó là cái khuynh hướng chống đối lại với cái gì thực sự xảy ra. Đời sống chúng ta hàng ngày thì là như vậy. Trời thì mình lấy đồ mình che nắng, trời mưa mình lấy đồ che mưa, đói thì mình ăn. Và khi nào mà mình lo sợ những điều bất chắc thì mình cầu nguyện. Và thậm chí khi mà nó có những chuyện xảy ra mà có vẻ càng khó chống đỡ thì chúng ta cầu nguyện càng nhiều. Ví dụ trong mùa đại dịch này, thưa quý vị, bao nhiêu là cái nguy hiểm đang chờ đợi thì chúng ta vẫn thường cố gắng nghĩ đến những năng lực nhiệm màu để năng lực này bảo vệ chúng ta. Trong câu số 1, ngài nói về một điều mà có thể nhiều người trong chúng ta kinh hững và cảm thấy rất là khó chấp nhận. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng.
hãy vui với chúng, hãy tìm cách điều động, hãy đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này, ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một nghi, loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm trong tham ái, dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để trừ khử bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này, và nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. Bài học này rất là khó tiêu hóa thưa quý vị, bởi vì bình thường trong đời sống của chúng ta thì mình luôn luôn nghĩ đến giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Và nếu vấn đề không có giải pháp thì chúng ta nghĩ đến những năng lực huyền bí. Với người Phật tử thì đơn giản là chúng ta tụng kinh cầu an. Chúng ta tin tưởng là những bài kinh nào đó có năng lực nhiệm màu thật sự. Nhưng mà Ngài Ánh Sáng Cha Ngài nhắc nhở rằng Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp để chúng ta biết sự thật của cơ thể, nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. Câu đó không phải là câu dễ dàng để tiêu hóa, bởi vì cái thái độ của chúng ta là không muốn nhìn vào sự thật, và chúng ta hoàn toàn không có chấp nhận được sự thật. Vì vậy, ngay cả một cái vị mà trong rừng hành thiền hay là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, mình chỉ muốn cầu nguyện, cầu nguyện với một niềm hy vọng là có một cái phép màu, có một phép lạ, có một cái gì huyền bí sẽ cứu giúp chúng ta, thì thay vì chúng ta nhìn vào điều đó. Nhưng mà điều Ngài Chân Cha Ngài đề cập đến ở tại đây là cái nhìn của một hành giả tu tập, tu thiền. Mình không chống đối lại, mình không muốn là mình phải vượt qua, mà đơn giản là mình chỉ lắng lặng nhìn và hiểu. Hiểu cái gì xảy ra ở thân và tâm của mình. Và cái khả năng đó đôi khi nó không có đơn giản, bởi vì chúng ta rất là sợ hãi. Ở trong những hoàn cảnh như vậy, mình muốn có một nơi nương tựa, mình muốn có một cái gì bảo vệ mình, thay vì mình nhìn những sự vật xảy ra để từ đó mình trưởng thành, để từ đó mình cứng cáp hơn, để từ đó mình có khả năng đứng dậy. Và do vậy, trong câu đầu tiên, chúng ta cần đọc đi đọc lại nhiều lần. Và có thể những điều này nó không làm cho chúng ta vui đâu. Tất cả chúng ta đều muốn mình làm một cái gì đó mà cái đó nó thực sự cho chúng ta một cái cảm giác an toàn, mặc dù đó là sự an toàn giả tạo. Mình hãy học đọc lại cái câu nói của Ngài. Trong câu số 1 Ngài dạy rằng hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Khi chúng ta càng chống lại chúng ta càng sợ. Giống như hồi nhỏ chúng tôi nhớ là trẻ em sợ ma đó. Sợ ma thì trung mền lại, sợ ma thì nằm xích lẫn nhau. Mình cảm tưởng như ma nó đến mà mình trùm mình nó thì sẽ an toàn. Hay là mình nằm kế bên nhau thì ma không dám bắt mình. Hãy tìm cách điều động đối xử chúng, hay đối xử chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này, ta không muốn cơ thể này đau. Rõ ràng như vậy, chúng ta muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một nghi loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm trong tham ái và dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này, nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta.
Trong câu tiếp theo, câu số 2, Ngài nói rằng hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí của bạn. Tức là chúng ta hãy tìm hiểu thân tâm của chính mình. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi, đừng quá dính mắc vào giáo pháp, đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. Con người chúng ta, thưa quý vị, đi học đạo, chúng ta hay tìm cách để sống với cảm xúc, một cảm xúc dân trào. Quý vị thấy nhiều người Phật tử đó, chúng ta dùng cái chữ gọi là phát, chúng ta dùng cái chữ gọi là khoan hỷ. Thật ra đời sống hàng ngày chúng ta sống rất nhiều cảm xúc, và những cảm xúc có đôi khi nó làm cho chúng ta dính mắc nhiều hơn. Ngài khuyên chúng ta đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. Người ta đi chùa có nhiều khi người ta phát tâm cúng một tượng Phật hay cúng một số tiền rất lớn hay làm cái chuyện gì đó, phần lớn là do cảm xúc của mình hết. Và mình muốn làm như vậy là vì mình thích cảm xúc. Và Ngài nói rằng ngay cả giáo pháp, mắc vào giáo pháp cũng đừng dính mắc giáo pháp. Ở đây có nghĩa là đối với chúng ta cái gì cũng là sự dính mắc hết. Cái nhà, cái xe dính mắc đã đành rồi, nhưng vào trong chùa dính mắc vào giáo pháp. Và mình cứ nghĩ cái đó là hay, là cái gì đó mà là nơi mình gửi những cảm xúc cho mình, nhưng mình quên là cảm xúc là cảm xúc. Hãy tìm hiểu thân và tâm của bạn, và hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi. Ở đây nó có hai cái chìa khóa, là thay vì đi tìm cái gì xa xôi, cái gì hào nhoáng, cái gì uy nga tráng lệ bên ngoài của mình, và khi mà tìm hiểu thân tâm của mình thì chúng ta nên bằng lòng với cái gì ít ỏi và thanh đạm. Sự bằng lòng như vậy sẽ giúp cho chúng ta hiểu thân tâm mình nhiều hơn. Đừng quá dính mắc vào giáo pháp, đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. Ngày hôm nay những đạo tràng, những ngôi chùa và nói chung các tôn giáo đó, người ta xây những ngôi chùa thật lớn, thật đẹp, những đạo tràng thật là đông đảo, khéo tổ chức, và cái hình ảnh trở nên rất là hấp dẫn, hình ảnh trở nên rất là lôi cuốn. Nhưng mà thật ra tất cả những điều đó, nó không nhất thiết tốt cho chúng ta đâu. Chúng tôi biết rằng có những nơi đó mà người Phật tử chỉ mong đến đó để ngồi, để xếp hàng sao cho đẹp, xếp hàng 4-5 tiếng đồng hồ làm sao cho ngay ngắn. Nhưng mà người ta lại quên hẳn đi một điều rằng cái việc tu của chúng ta không phải chỉ là một cái tràng rất đông, rất trang nghiêm, rất đẹp, mà điều đó làm cho mình khoan hỷ, mà là cái khả năng nhìn lại thân tâm của mình. Bất cứ một sự dính mắc điều gì đó, nó đều tạo nên những vấn đề hết. Ở trong câu số 3 là nhiều người sợ bố thí, họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Nếu trao dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng ham muốn dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thực sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó, để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. Ở đây thì câu nói này, ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì một cái việc làm mà người ta thường làm đó là bố thí cúng dường. Có lẽ chúng ta sống ở Mỹ cũng vậy. Ví dụ như mình sống trong một ngôi chùa, đi sinh hoạt trong một ngôi chùa, hoặc giả là đến một cái đạo tràng, một cái nơi tu học nào đó, thì mỗi người ai cũng kêu gọi, và thường kêu gọi đóng góp. Mỗi lần đóng góp đó, thì lâu ngày mình cảm thấy mình bị áp lực, nhất là trong trường hợp mình có tiền, mình cảm thấy mình bị áp lực. Nhưng mà ngày nói ở tại đây là thay vì mình cảm thấy cái áp lực ở bên ngoài đó, thì mình hãy áp chế cái lòng ham muốn dính mắc của mình, chứ không để ai áp chế mình cả. Mình đừng để cái áp lực nó đến từ bên ngoài, mà hãy để cái áp lực đến từ bên trong mình. Bản thân của mình phải xả kỹ, bản thân của mình phải đừng bớt dính mắc, bớt bỏng sẻn. Làm như thế thì bản chất thực sự của chúng ta tự chinh phục lấy chính nó, và trở nên nhẹ nhàng tự do hơn. Cái sự nhẹ nhàng tự do thoải mái, nó không phải đến từ cách là mình làm hài lòng người khác,
hay làm cho người khác thấy rằng mình hay, mình giỏi, mình rộng rãi. Mà điều quan trọng là chúng ta tự chinh phục lấy chính mình và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ý Ngài muốn nói như vậy là có hai cái hình thức bố thí. Một là bố thí đóng góp, là do cái áp lực của xã hội hay là do mình muốn làm. Hình thức thứ hai là do mình kỹ xả tài. Và nếu mà mình xả kỹ được, mình bố thí mà để xả tài, để mình bớt đi cái sự dính mắc, thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và trong câu thứ tư, câu này lại là một câu rất là thú vị. Nắm cục lửa hàng sớm trong bàn tay, bạn sẽ bị bỏng. Ở Ngài nói ở đây, Ngài nói ở miền quê, quý vị. Ở miền quê, người ta chung quanh trong Papong, người ta cũng nghèo. Người ta thường nấu cơm bằng bếp, củi, than. Và dù mình qua nhà hàng xóm mình bóc cục than thì nó vẫn nóng. Mình bóc cục lửa ở trong nhà mình cũng nóng. Cả hai cục lửa đều nóng, tại vì lửa là lửa thôi. Thế nên đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dù đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. Ở đây thì trong cuộc sống của chúng ta nên biết rằng có nhiều chuyện sanh cho mình phiền não. Bản thân mình dính mắc cũng là phiền não, mà cái chuyện thị phi hàng xóm cũng là phiền não. Mà chỗ nào phiền não mình đụng tới cũng phiền não. Và cũng như cái cục lửa mình bốc lên chỗ nào cũng nóng hết. Thì cái tốt hơn hết là đừng sờ vào những gì có thể làm cho mình nóng. Nếu chuyện gì làm cho mình phiền não thì mình đừng đụng vào. Có một chuyện rất là thú vị là có một số bị lúc nào cũng phiền não, hết giận chuyện này buồn chuyện kia, thì mình ráng mình ngồi mình nghe đó. Nhưng mà mình phải nhìn nhận một điều là khi nghe các vị nói toàn là nói chuyện thiên hạ không, nói chuyện thiên hạ mà không có nói những chuyện thị phi, nói những chuyện đàm tiếu, nói những chuyện ngồi lê đôi mắt mà không có phó là chuyện lạ. Tự nhiên cục lửa hàng xóm hay cục lửa nhà mình, cục lửa nào cũng khổ hết, cũng phỏng tay hết, thì tốt hơn hết đừng đụng vào. Đụng vào là khổ thôi, là phỏng tay. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vì ai điên khùng vậy? Câu này thì Ngài giảng cho một số các chư tăng, và số chư tăng đi hành đầu đà. Thì Ngài nói rằng có những người họ không có hiểu Phật Pháp. Họ thấy rằng chư tăng bỏ cuộc sống bên ngoài vào ở trong rừng sâu ngồi giống như những pho tượng thì đúng là điên khùng. Nhưng mà rồi Ngài cũng nói rằng mình hãy nhìn ngược lại những người đó. Họ khóc, họ cười, rồi họ giết lẫn nhau, họ lên báo chí công kích lẫn nhau vì tham lam sân hận. Thì bây giờ nhìn lại không biết ai khùng ai điên. Đây là một chuyện cũng rất khôi hài trong cuộc sống, thưa quý vị. Rất là khôi hài. Nó có đơn giản để chúng ta có thể tiêu hóa được. Trong câu số 5, ở câu số 6, thưa quý vị, thay vì dạy người khác, Ajahn Chah đã tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói đó, là những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 10%. Và nếu làm nhà sư được 5 năm thì có hiểu hiểu được hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Thì Ngài nói rằng không, 4 năm đầu con không được phần trăm nào cả, đến năm thứ 5 thì con sẽ hiểu được 5%. Ở đây thưa quý vị, điều mà Ngài nói đó là ở trong cuộc tu tập, trừ khi nào mà mình hiểu được chính mình thì mình hiểu nhiều thôi. Còn mình hiểu những điều gì được nói trong một bài pháp ở trong một quyển kinh thì điều thật sự mình hiểu rất ít. Hiểu rất ít. Cái hiểu chính mình là cái khó. Nhiều khi mình tu cả đời chưa chắc hiểu chính mình nữa. Thì Ngài nói rằng những gì mà Ngài dạy ban đầu thì khoảng 15% thôi. Còn 5% là cái kinh nghiệm sống của mình ở trong 5 năm đầu.
Sở dĩ có 5 năm đầu này đó là bởi vì ở trong luật và cũng áp dụng ở ngày giải thanh tra đó là một cái vị tỳ kheo tu tập ở gần vị thầy 5 năm và sau 5 năm sinh hoạt thì thông thường ngài gửi đi các ngôi chùa khác. Có khi ngài gửi đi làm chủ trì, có khi ngài gửi đi nhận một cái trách nhiệm gì đó, không cho ở chùa. Ngài sanh ra ngài đặc biệt là ngài thường gửi giữ đi thì không cho ở một chỗ. Và nếu vị nào không được chủ trì ngài gửi đi hành đầu đà vân vân. Thưa quý vị, ở trong cuộc đời tu tập, ở trong giai đoạn đầu 5 năm mình nương tựa vị thầy đó, đôi khi mình chỉ làm theo, mà chỉ làm theo thôi, mình không biết rõ mình làm cái gì. Sau 5 năm rồi bị thầy rồi đó, thì lúc đó mình có một số vốn liếng, mình tương đối mình hiểu rồi mình đang làm gì, thì gọi là mình hiểu được 5% nữa. Yeah. Một vị sư nói với ngài rằng như vậy là cứ mỗi một năm có hiểu được 1%, ngài nói không, 4 năm đầu không hiểu được phần trăm nào hết, mà năm thứ năm thì tính ra cộng chung là hiểu 5%. Thì cái hiểu của cái năm sau cùng đó, có khi nó là một sự chắc hiểu, nhận ra điều mà 4 năm đầu mình hoàn toàn không hiểu gì hết. Và do vậy không thể tính là năm thứ nhất 1%, năm thứ hai 2%, năm thứ ba được 3%, năm thứ tư được 4%, không phải vậy. Mà có thể là 4 năm đầu hoàn toàn không hiểu gì hết. Thường thường là khi mới vào tu á, thì mình học về năm đầu tiên mình học về kinh điển, rồi học về quy nghi thế hạnh, học về cách sống trong chùa, học và hầu như những điều mà mình học á, nó có tất cả là học để làm theo và làm tốt. Cho đến khi đủ 5 năm rồi đó, thì một người tương đối mà nếu được sự hướng dẫn tốt á, thì người đó có khả năng sống một mình và tự biết nhìn vào chính mình. Người sống một mình là biết lúc nào nên ở, lúc nào nên đi, lúc nào nên sống nơi này, lúc nào nên sống nơi khác. Thật ra thì một vị tỳ kheo được hướng dẫn chuẩn bị để có thể sống một mình, đi một mình, quyết định cuộc sống mình không phải là chuyện đơn giản. Trong câu số 7 ngài nói rằng một lò Achancha khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục, vị sư học trò trả lời: thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục, con cũng chẳng hề quyết định mà giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn bên trong, nhìn vào bên trong mình, nhà sư trẻ nói: dường như tâm con chẳng nghĩa lý gì. Ngài xin rằng trả lời rằng tâm chẳng có nghĩa lý gì, đó chính là giáo pháp. Cái câu chuyện được kể nghe giống như một câu chuyện thiền vậy, thưa quý vị. Đầu tiên là có một người hỏi vị sư nào tu á, có tu luôn không hay tu vô duyên. Nếu quý vị sang bên Thái Lan á, có nhiều trường hợp là những người thanh niên họ xuất gia để báo hiếu, hay là họ cảm thấy rất là hâm mộ phát tâm, họ tu sâu ngày Achancha một thời gian, thường là 1 năm hay 3 năm, có khi 3 tháng để gieo duyên. Thật ra đúng quý vị là một nhà sư mà đến chùa, đến quất pa phong của ngày Achancha đó, thì đôi khi có một vài người hỏi, nếu mà mới xuất gia đó, thì hỏi là muốn tu luôn hay tu gieo duyên vậy. Dạ. Thì trong trường hợp này vị sư nói rằng cũng hơi khó nói, mặc dù hiện tại chưa nghĩ đến hoàn tục, nhưng mà bảo rằng tu luôn suốt đời thì thật ra không dám nói. Trả lời một cách rất là chân thành, rất là thành thật. Nhưng mà vị sư này sau khi trả lời như vậy rồi ngồi trầm ngâm một lúc đó, trầm ngâm một lúc đó, thì mới nói rằng dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ý muốn nói một điều rằng cái tâm của mình đó, khi nhìn vào thấy nó vô thường, nay về mai khác, cái tâm của mình nó không có ổn định, tâm của mình tự nó vô định. Mình nghĩ cái thế giới bên ngoài nó là ổn định. Dạ. Giống như một người
Họ yêu một người nào khác, họ nói yêu suốt cuộc đời, nhưng mà họ chưa nhìn vào tâm của họ. Cái tâm của họ nó nay về mai khác. Thành ra một người đi tu cũng vậy, đôi lúc cái tâm của họ nó không có ổn định. Thì vị này nói rằng dường như tâm con chẳng nghĩa lý gì cả. Đó là cái trực nhận của vị sư đó trong giờ phút đó. Thì Ngài nói rằng đó chính là giáo pháp. Dạ, đó chính là giáo pháp. Như vậy là con đã hiểu rồi đó. Tại sao con đã hiểu? Bởi vì con có thể nhìn vào trong tâm con, và con thấy được những gì mà con suy nghĩ, những gì mà con quan niệm, những gì mà con tính toán á, thật ra nó chỉ là phù dung lắm. Dạ. Chúng ta là người đã trưởng thành, đã lớn rồi đó. Thì càng lớn càng hiểu mình đó, thì mình càng nói một cách khiêm tốn hơn. Tại vì tâm con người nay về mai khác mình không hiểu được. Thật ra khi một vị sư được hỏi rằng có tu suốt đời không, thì vị đó khi đó trầm ngâm một lúc rồi ban đầu thì trả lời rằng ồ chuyện đó muốn tu suốt đời đó nhưng mà không biết chắc. Nhưng mà sau này nhìn lại cái tâm của mình thấy rằng cái tâm mình nó chẳng có gì cả, chẳng nghĩa lý gì cả. Tại vì cái tâm dao động, cái tâm luôn luôn nó biến động thế này thế khác. Mình nhìn thấy tâm biến động, nhìn thấy tâm dao động, nhìn thấy cái tâm không có chắc chắn đó, nhận được mình như vậy đó, thì Ngài Trên Cha trả lời rằng đó chính là giáo pháp. Dạ, đó chính là pháp. Chứ người đọc được tâm mình. Còn cái người mà bình thường mình là phàm tâm mà mình nói cái gì bảo đảm và chắc chắn thì lúc đó chưa thấy được giáo pháp. Người thấy được giáo pháp là người phải thấy được cái tâm của mình nó rất là bất ổn, cái tâm của mình rất là bất định, rất là bấp bênh, nó không cố định chút nào hết. Trong câu số 8 là tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan có nhiều tội phạm hình sự. Anh Chân Cha trả lời rằng người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm điều như thế. Thứ vì trong lịch sử của loại đó, và cả ngày hôm nay, những cái chung đó, ở trong đó có Thái Lan và Ý. Nước Ý đó, và Thái Lan có một điểm giống nhau là hai cái nước rất là sùng đạo. Thái Lan thì có Phật giáo lâu đời, còn người Ý thì họ là một quốc gia mà theo Catholic. Hầu như cái văn hóa Catholic phủ trùm lấy nước Ý. Đã có thời kỳ mà nước Ý được xem như là tiêu biểu cho cái nền thần học cũng như cái tôn giáo, Kỳ tôn giáo của cả Âu Châu và cả thế giới lúc đó. Và Ý và Thái Lan cũng có cái trường hợp giống nhau là những sự tội phạm xảy ra nhiều. Dạ. Ví dụ chúng ta nói cướp biển hay là trộm cắp hay là mãi dâm, những tệ nạn rất nhiều. Trong khi những xứ khác á, thì cái màu sắc tôn giáo không có nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ tội phạm nó ít đi, hình sự bị ít. Ví dụ như là chúng ta nên lên các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy thì là ít. Mà cái nước mà đậm chất cái đó thì nó lại cái tội phạm nhiều. Ở trong đề nghị thế chiến, thưa quý vị, có hai quốc gia trong khối, đúng là ba quốc gia trong cái khối trục là Ý, Đức và Nhật. Ý thì là một quốc gia theo Catholic như mình đã nói rồi, nhưng mà Đức là một quốc gia rất là nhiều cái tính tâm về tôn giáo, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Nếu ngày hôm nay chúng ta sang bên Đức thì chúng ta biết rằng người Đức họ đóng thuế về tôn giáo là nhiều nhất so với các quốc gia khác. Và cái tiền mà họ cho từ thiện cũng là nhiều nhất trên thế giới so với cái tỷ lệ với những quốc gia khác. Nhật Bản là một quốc gia theo Phật giáo. Nhật Bản có cái truyền thống Phật giáo rất là lâu đời. 95% người Nhật theo Phật giáo. Nhưng mà trong đại dịch thế chiến thì cái chủ nghĩa phát xít, đó là Đức Quốc xã là mạnh nhất. Và chủ nghĩa phát xít là chủ nghĩa rất là tàn bạo. Từ những cái lò hơi ngạt giết người Do Thái, từ cái sự kỳ thị diệt chủng, cái tội ác của nhân loại nước Đức rất là nhiều. Và người Nhật á, một quốc gia theo truyền tông theo Phật giáo, nhưng mà khi người Nhật á, mà họ mở ra cái giấc mộng Đại Đông Á đó, thì cái sự tàn bạo của họ là khủng khiếp.
Thí dụ như ở tại Việt Nam chúng ta không mà họ đốt lúa gạo đến nỗi mà 2 triệu người Việt chết đói trên đường. Và những nơi quý vị nào mà coi cuốn phim mà Nam Kinh ơi đừng khóc nữa đó, thì mới thấy rằng có những cuộc thảm sát, những cuộc thảm sát rất là khủng khiếp khi người Nhật họ đi xâm lăng như sang Trung Hoa, sang những nước khác, nước nào mà chống đối họ, họ thảm sát rất là khủng khiếp. Và các cái trại tù binh của Nhật như ở chúng quý vị nào coi cái phim The Quiet River, cầu sông quay đó, thì mới hiểu rằng khi người Nhật mà họ bắt giữ tù binh, họ đối xử rất là vô nhân đạo. Những khi mà đặt câu hỏi rằng tại sao những nước như Ý, như Đức, Nhật là những thứ nước xứ rất là nặng về tôn giáo, xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Tại sao mà nặng về tôn giáo mà lại có nhiều tội ác? Cho đến giờ này thì theo các nhà nhân chủng học đó, và xã hội học đó, thì có lẽ là cái sự bao dung của tôn giáo đó, nó lại là một cái vùng đất màu mỡ cho tội ác sinh khởi. Còn những cái nước mà họ theo cái kỷ luật nhiều và thì tương đối là họ trung dung hơn. Thì chuyện này chúng ta cũng chưa biết sao, nhưng mà ở đây khi ta hỏi Ngài Thanh Cha rằng tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự, thì Ngài Thanh Cha trả lời rằng người nào làm điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Và họ làm công việc của họ chẳng liên quan đến Phật giáo, Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm như thế. Tức là điều mà nói rằng ở trong một xứ mặc dù chùa chiền nhiều, chư tăng nhiều, nhưng mà cũng có một số lớn. Chúng tôi nghe kể, chúng tôi không có đi trị nạn ở Thái Lan, nhưng mà quân đội Thái Lan mà đối với người trị nạn thì cũng rất là hạ khắc, và có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nên chi chúng ta không thể dùng một cái văn hóa của tôn giáo để đánh giá về cái, để lượng định về cái tội ác trong xã hội. Tội ác cũng nhiều. Ở trong câu số 9 đó, có người hỏi Ngài Chân Cha rằng Ngài có phải là vị A-la-hán không? Và câu này là câu rất là khó trả lời. Sáng nay chúng tôi cũng có giảng một, có học, chúng tôi đi qua một bài kinh trong Trung Bộ Kinh. Có một vị tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế có hỏi Ngài Aniruddha là Ngài có chứng pháp thượng nhân, là Ngài có thể nói chuyện với các phạm thiên hay không, tiếp xúc các phạm thiên không, cũng là thú vị. Vì khi Ngài Chân Cha, Ngài là một thiền sư mà Ngài nổi tiếng và Ngài dạy rất nhiều đệ tử, thì có nhiều người coi Ngài là A-la-hán, và họ luôn luôn muốn biết rằng Ngài có phải A-la-hán hay không. Thậm chí gần đây chúng tôi có gặp một vài Phật tử, họ nghe chúng tôi nói với Ngài Chân Cha thì họ mới hỏi chúng tôi rằng chúng tôi đã từng gặp Ngài Chân Cha, chúng tôi có cảm nhận được cái từ trường ở Ngài là một vị A-la-hán hay không. Và người đó nói rằng người đó đã đi gặp vị này vị kia và cảm nhận được vị này vị kia là A-la-hán, nói A-la-hán. Thì chúng tôi trả lời rằng mình không phải là A-la-hán thì mình không thể biết là A-la-hán được. Và cái chuyện mà một người Việt Nam mà hay nói rằng mình sẽ đo được từ trường người khác và đánh giá, có đôi khi mình thì quá xa. Chúng ta là phạm nhân, chúng ta không thể hiểu biết chuyện đó được đâu. Và như Ngài Sơn Trang, Ngài trả lời như vậy là tôi như một cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái, chim sóc tới ăn làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó, nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nói sao thì nói vậy. Dạ. Thì câu nói này Ngài Sơn Trang, Ngài không có Ngài không có phủ nhận, Ngài cũng không chấp nhận, mà Ngài chỉ nói đơn thuần là thấy sao thì biết vậy là tốt, không cần phải nói là A-la-hán hay không cần phải nói là giác ngộ, cần phải gì hết. Ngài như một cây cổ thụ, Ngài có thể chia sẻ Phật pháp với mọi người và mọi người có thể đến tu học được, thì cái tu học cũng nhất thiết là phải gọi Ngài là A-la-hán hay không phải A-la-hán. Đó là câu trả lời của Ngài. Thưa quý vị, trong câu số 10 có người hỏi Ngài Chân Cha rằng tôi có thể quán sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê? Tôi có thể kiểm soát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê?
Có lẽ vì này nghĩ rằng tham lam là ham muốn cái gì đó thì dễ kiểm soát, sân hận là phẫn nộ đụng độ cái gì dễ kiểm soát. Nhưng mà khi si mê mê mờ thì lúc đó con người mình nó mùi lực không kiểm soát được. Thì Ngài trả lời rằng bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa ở đâu. Ý Ngài Sơn Trang nói rằng người hay đặt những câu hỏi cho những người khác về sự si mê và trí tuệ, nhưng mà mình quên rằng chính bản thân của chúng ta là một cái hàng thử biểu, là một cái nhiệt kế, là một cái máy đo đạc về chính bản thân của mình. Mình không hiểu được chính mình thì làm sao một người khác trả lời cho mình được. Thành ra một cách để hiểu được cái si mê, dị trừ si mê chính mình, đó là khả năng quan sát thân tâm của mình, tức là sống với chánh niệm. Sống với chánh niệm từ từ chúng ta sẽ hiểu được là trong giờ phút nào mình bị thất niệm, trong giờ phút nào mình bị si mê, nó dẫn đạo chúng ta. Thì thưa quý vị, những giai thoại này, những câu nói này đó, giờ quý vị chờ một chút xíu nha, quý vị chờ chút xíu. Xin lỗi, quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, quý vị có nghe được chưa? Dạ. Những câu nói của Ngài Ajahn Chah trong phần này đó, phần lớn đó, là nó mang nhiều cái câu hỏi đánh động cái sự suy tư của chúng ta. Và khi đánh động sự suy tư đó, thì chúng ta nhớ rằng con người chúng ta thường suy nghĩ theo một cái nếp chúng ta gọi là định kiến, thành kiến. Trong cái định kiến và thành kiến, mình ít khi chịu nhìn vào bản thân của mình, mà mình hay nhìn ra thế giới ở bên ngoài. Chuyện người khác thì mình hiểu, mà chuyện mình thì mình không hiểu nhiều. Chuyện người thì sáng, mà chuyện mình thì quán. Và cũng với cái định kiến và thành kiến, đôi khi thưa quý vị, chúng ta không có đủ cái kiên nhẫn để lắng lặng nhìn vào những cái thứ thường xuyên trong tâm. Chúng ta thường rất là tự phụ để nói rằng tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là một người có bản lãnh, tôi là một người rất có nhiều kiên nhẫn, tôi là người rất là thủy chung, tôi là thế này thế khác. Nhưng mà khi mình dán một cái nhãn và mình định đặt một cái gì đó, mình cho rằng mình là như vậy, thì khi chúng ta không có đủ cái khả năng để hiểu hết chính bản thân mình là ai, và mình phải buông cái định kiến và thành kiến đi. Chúng ta chỉ thay đổi cuộc sống thật sự khi nào mà mình thay đổi về cái quan niệm của chính mình. Ở đây thì không có câu nói Ngài Ajahn Chah ở tại đây, mà có một câu nói khác mà chúng tôi được nghe mà không có ghi trong tập sách này. Có lẽ khi câu nói đó nói ra thì cái người sưu tập này họ không có tìm thấy. Nhưng mà chúng tôi có nghe một lần Ngài Ajahn Chah nói rằng có hai hạng người bước vào trong tu viện. Một hạng người là sẵn sàng để thay đổi bản thân mình, và một người luôn luôn bảo vệ cái định kiến của mình. Bảo vệ định kiến của mình nghĩa là bất cứ điều gì mà mình tiếp xúc, nó phải làm sao như ý nghĩ của mình. Cái trường thiền phải như vậy, am thất phải như vậy, tổ chức phải như vậy, ông thầy phải như vậy, thì tất cả như vậy đó thì nó mới gọi là tốt theo quan niệm của mình. Thì người này đi vào trong trường thiền, đi vào trong tu viện, đi vào trong đạo tràng với cả một số cái khung, mà cái nào vừa cái khung đó, vừa cái khuôn mà mình đã tự đặt, định đặt ra đó, thì mình mới gọi là tốt. Nhưng mà người đó quên rằng cái thái độ đó chỉ khiến chúng ta tiếp tục bám víu, chỉ tiếp tục đánh bóng cái tự ngã của mình, mà mình không có
có làm được gì hết. Ở một người khác đó, là khi bước vào trong tu viện, trong thiền viện, thì người đó hiểu rằng mục đích mình đến đây là để hiểu bản thân và sẵn sàng để thay đổi. Và khi hiểu thêm bản thân thì mình phải hiểu luôn cả cái khả năng mà mình có thể tự mình chuyển hóa cho chính mình. Không ai có thể chuyển hóa mà người đó vẫn cố gắng bám víu chấp thủ hết. Chúng tôi nhớ chưa có một người dạy nhạc, dạy đánh đàn guitar, thì anh đó anh có nói một điều là dạy cái người mà không biết gì hết mà sẵn sàng để học thì nó dễ dạy lắm, mà cái người mà đã biết một số rồi, biết một cách ba mớ rồi mà vào học đôi khi mình phải điều chỉnh nó mệt lắm. Và sau này chúng tôi học lái xe với một anh Phật tử tên là anh An, anh nói với chúng tôi hoài là khi mà mình mới bắt đầu lái xe đó thì mình chịu khó tập những thói quen như là thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu. Bởi vì một khi nó đã trở thành một cái thói quen mình lái xe bình thường rồi đó, thì cái thói quen rất là khó thay đổi. Có những người lái xe ít bao giờ nhìn vào kính chiếu hậu. Có những người lái xe ít bao giờ mà họ làm một cái gì đó mà cần thường xuyên phải làm an toàn. Ví dụ như Ngài Hậu Giác, Ngài thường nhắc một điều đó là dù mình lái xe có hay cách mấy, mà khi mình dê xe đó, phải dê chậm lại. Yeah. Nhưng mà không phải có nhiều người hiểu điều đó đâu. Họ thích là ngó sơ sơ giáo giác, không có ai rồi họ đập cho nhanh. Nhưng mà mình không thấy rõ ở phía sau của mình. Thành ra cái thói quen á, thường là cái gì nó bám chặt, nó đóng khung, và nó khiến chúng ta không có khả năng thay đổi. Nên chi một cái người học Phật Pháp, điều đầu tiên là không phải là để nhảy bổ vào cái cảm xúc của mình, ôm chầm lấy cảm xúc của mình. Mình học Phật Pháp, mình nghe Pháp, rồi luôn luôn mình tìm cái sự hưng phấn, tìm sự vui tươi. Không phải như vậy. Mà chính là học Phật Pháp là để chúng ta có khả năng buông xả, buông bỏ, chịu chuyển hóa, chịu thay đổi, bớt đi cái cố chấp, bớt đi cái định kiến của mình. Và bài học đó là bài học khó. Nên chi cái bước đầu của sự chuyển hóa đó là cái khả năng buông bỏ. Buông bỏ cái định kiến, buông bỏ cái thói quen, buông bỏ cái mà mình thích hay không thích. Chúng tôi nhớ năm 2002 á, chúng tôi có dịp sang Bangkok. Và lúc đó có một cái dịp mà chúng tôi gặp lại Ngài Ajahn Sumitho. Sau một thời gian rất là dài, nhiều năm chúng tôi không gặp Ngài. Và lúc đó đến đảnh lễ thăm Ngài thì Ngài có nói chuyện. Ngài có nói chuyện và Ngài có trao đổi một việc. Chúng tôi có thưa với Ngài về cái, có hỏi Ngài về một vài cái công việc của Ngài hướng dẫn sự tu học ở tại các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ. Thì Ngài nói chuyện rất là vui vẻ. Nhưng mà trong lời mà Ngài nói chuyện đó, thì Ngài nói chuyện có một điều thú vị. Ngài nói rằng con người mà đi vào chùa tu hay là một người làm cái gì đó, thường là họ muốn thêm nhưng mà họ không muốn bớt. Nhưng mà đó là một điều quái quâm, bởi vì phải ra đi tu thì nên bớt chứ không nên thêm. Dạ. Rồi Ngài cười. Thứ gì khi chúng tôi Ngài nói chuyện thì chúng tôi cũng vui, tại vì cái thái độ Ngài rất là vui vẻ. Nhưng mà khi ra về đó, chúng tôi về chúng tôi cảm thấy thấm thía một điều, đó là ít có người nào trong chúng ta mà đến với giáo pháp hay đến với sự tu học mà mình nghĩ tìm cách bớt đi, tức là tìm cách buông xả, bớt đi cái dính đó, mà mình đến là mình chỉ muốn học thêm, mình muốn trở thành một người thế này, muốn trở thành người thế kia. Cái thêm, cái trở thành người này thế kia không phải là vấn đề quan trọng đâu. Mà vấn đề là khi mình vào tu đó, thí dụ như hồi trước mình là người nói nhiều, vì làm sao mình bớt nói nhiều. Hồi trước cái tâm mình nó hay lung tung, vì làm sao bớt đi lung tung. Hồi trước là mình hay giận, làm sao mình bớt đi cái giận. Đó là cái mà mình nên bớt. Nhưng mà cái khuynh hướng chúng ta tu là mình muốn càng ngày càng thêm.
và mình cũng biết thêm cái gì, chỉ biết là nó nặng gánh thêm thôi. Do vậy nguyên cả một cái 10 câu mà trong cái phân đoạn hôm nay nói về buông xả đó, thì một lần nữa Ngài Chân Gia Ngài nhắc một điều là chúng ta nên bớt cái sự dính mắc, ngay cả sự dính mắc về giáo pháp. Một số trong chúng ta mới vào chùa tu thôi, nhưng mà nghĩ đến sự phát huy quang đại giáo pháp. Ở đây chúng ta cần phải làm đình làm đám về sự phát huy quang đại hay dính mắc về giáo pháp. Không phải, không cần như vậy. Mà chuyện đầu tiên là chúng ta hiểu được cái tinh túy của Phật Pháp. Và trong sự hiểu tinh túy của Pháp, chúng ta có khả năng chuyển hóa. Thí dụ là mình học Phật Pháp thế nào đó, mà ngày trước mình nghe ai làm chuyện đó với mình, mình cảm thấy phiền chất chứa trong lòng nhiều năm. Bây giờ mình có khả năng mình buông, thì cái đó là một dấu hiệu tốt. Dạ, dấu hiệu tốt là Phật Pháp đã chuyển hóa chúng ta. Ngày xưa đó, chúng ta sống ít có khi phản tỉnh lấy chính mình. Ít khi nhìn lại, bây giờ mình tu học đó, thì mình nhìn lại chính bản thân của mình nhiều hơn. Đó là cái tốt. Còn nếu chúng ta không khéo, thì thưa quý vị, chúng ta tu tập cứ tiếp tục chất chứa. Và cái chất chứa nó chỉ là sự bám víu, mà chúng ta không có khả năng buông xả. Đôi khi chúng ta sắp lìa bỏ cuộc đời này, thưa quý vị, và chúng ta cũng chưa sẵn sàng để buông xả tất cả. Thì đó là một điều rất là đáng buồn. Đó là vài điều muốn chia sẻ với quý Phật tử ở pháp thoại ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, tiếp theo thì xin được kính thỉnh Đại Đức Trị Tri, Sư Nguyên Thông cũng như Sư Cô Trị Duyên tụng cho kinh Ratana Sutta. Thỉnh Đại Đức Trị Tri tụng kinh đầu tiên bản ngữ, tiếp theo Sư Nguyên Thông tụng một bản ngữ, và sau cùng thỉnh Sư Cô Trị Duyên đọc cho phần biệt cử của kinh Châu Báo. Xin kính cung thỉnh Đại Đức Trị Tri. Giờ con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithanato pathaya tathagata sarasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha parichage tiso chariya pachima phave gappa wakkanting chating apinikkhamanang Bathana chariyang bo thi ban lan ke mara vi chayang sat ban yu tan nya na pati ve thang na walo ku tara tham me ti sa pe bi me pu tha gu ne a wa chi toa ve sa li ya ti su pa ka ran ta de su ti ya ma ra ting Paritang karanto ayasma ananda thero viyakarunna chittang Upata betua kote sata sahase sucha kawale sude kwata Yasanam batigan hanti yeng chakwe saliyam pure roga manosa dukfika samputante withang payang Hippaman tarathabe siparitantang panamahe Janitha puta ni samagata ni pumma ni guaya ni guanta leke sape gua puta sumana pagwan tua tho pisakat jasunan tu pasitang tasmahi puta ni sametta sape metang karu tamanusiya paca yadi guacara tu jaharanti ye paling Tasmahi ne rakhata apmata yang kinchi gwitang ithawahurang Vasakye suwayang ratanang panitang nano samang ati tathagate Naidam vipuathe ratanang panitang hete nasache nasuwati hotukhayang viragang Amatang panitang yadachaga sakyamuni samahito na tena thamme na samati kinchi idambi thamme Ratanang panitang ete na sakye na suwati hotu yambuthasetho
Vari quan na yi sức chinh sắm ma thi ma nan ta ri canh nha ma hô sắm ma thi na tê na sắm mô na quý chất thị đâm bi thâm mê thả ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa tinh hô tư dê bố ca la hạ thả sa tăng ba sa tha cha ta di ê ta ni yoga ni hòn thi tê đa khi nay ya sư gà ta sa sa hoa ca ê tê su đít na ni ma ha pa la na hi đâm bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa hô tư dê sơ pa yô ta ma na sa đàn hê na ni ca mi nô ô tam sa sa nam hi te ba ti ba ta ma tang vi gai hala tha mu tha ni pu ting pun cha ma na idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang he te na sa che na su wa ti ho tu ya thing da khi lo ba tha win si to si ya cha to phi wa te bi ha sam ba kam bi yo ta thu ba mang sa puri sang wa da mi yo Ariya sacha niya ve chabba sati dambi sankhe ratanang panitang ete na sache na suvati ho tu ye Ariya sacha ni vipha kwa yan thi dambi dabbanye na su de sita ni kincha vite hontu pusa pamata na te pa wang atamama di yan thi dambi sankhe ratanang panitang ê tê na sa chê na su wa tê hô tê sa ha wa sa da sa na sam pa da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa quan tê sa ka ya di tê vi chi ki chi tang cha si la pa tang wa bi ya da tê kin chi cha tu ha ba ye hi cha vi pa mu to cha cha pi tha na vi a pa po ka tum hi dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang he te na sa che na su wa ti ho tu kin cha pi so kam mang ka ro ti ba pa kang ka ye na wa cha yu da che ta sa wa a pa po so ta sa ba te cha da ya pa pa ta di sa pa da sa wo ta hi dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang ê tê na sa chê na su hoa tê hô tu hoa na gom bê ya tha bô sê ta kê im ha na ma sê ba tha ma s minh gim hê ta thu ba măng tham ma hoa răng a đê sa yi ni ba na ga minh pa ra măng hi ta dê đâm bi bô thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sa chê na su hoa tê hô tu hoa đô hoa răng nhu hoa ra đô hoa ra ha đô anuttaro dhamma varang adesa yidam vipute ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu khinang puranang navang nati sampavang virata citta yatike pavasming te khina bicha virunhi chanda nibbanti thira yathayam badipo idam visankhe ratanang panitang ete na sati vatu ho tu ya ni tha pu ta ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta lekhe tathagatang deva mano sapu chitang buddhang namasama su vatu ho tu ya ni tha pu ta ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta lekhe tathagatang deva mano sapu chitang thammang namasama su vati ho tu ya ni tha pu ta ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta lekhe tathagatang deva mano sabbu citang sanghang namasama su vati ho tu. Dạ con hết tập xong rồi, kinh đã tao nói cho ta sư cảm ơn con nhiều quần. Dạ kính thỉnh sư Minh Thông tiếp tục cái phần phản ngữ, kính thỉnh sư Minh Thông. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp và đảnh lễ chư tăng. Con xin tụng bài kinh Tathāgata Sutta. Panita nato patha yata tha gata sadasa paramiyo dasa upa paramiyo dasa paramattha paramiyo pañcamaha pariccage ti so cariya pacchima pavega pavakkantin chatin
Aphini kamanang patha nacariyang bo thi pa lan ke ma ravichayang sap ban nhu tanh nha na bati ve thang na va lo ku ta ra tham me ti sap me pi me bước de gu ne a va chi toa ve sa li ya ti su pa ka rang ta re su ti ya ma ra tin pa ri tang ka ron to a yas ma A nang đa thê rô vi gia ca ru nha chi tăng u pa tha pê toa cô ti sa ta sa ha sa cho chắc ca va lê su đê va ta Ya sa nang pa ti gang han ti yang cha vê sa li yang bu rê rô ga ma nu sa du phi sam phu tăng ti vi tăng pha yang Khiếp bà măng thờ ra thả bê si pa ri tăng tăng Pha na ma he ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sap bê Và phu ta su ma na pha văn tu a tho bê sa ka cha su năng tu pha si tăng ta ma hi phu ta ni sam ma ta sap bê Mê tăng ca rô tha ma nu si ya pa cha ya di va cha ra to cha ha răng ti ye ba lin ta ma Hì đây răng khá tha áp bà mạ ta dân kiên chi vi tăng y tha va hù răng va sát ghê su va dân ra ta năng pa ni tăng na nô sa măng A thị ta tha gà tê na y đàm bê bùa thê ra ta năng pa ni tăng e tê na sát chê na su va thi hô Tu khá dân vi ra gần á ma tăng pa ni tăng gia đa cha ga sát gia mu ni sa ma hi tô na tê na thăm mê Na sa ma thi kiên chi y đàm bi đàm mê ra ta năng pa ni tăng e tê na sát chê na su va thi hô tu giang bùa da sê tô pa ri va na di su chin sa ma di ma nan ta ri can nhà ma hu sa ma di na tê na sa mô na vi cha ti y đàm bi đàm mê ra ta năng pa ni tăng e tê na sát chê na su va thi hô tu ye pu ga la a tha sa ta pa sa ta cha ta ri e ta ni yu ga ni hôn ti tê da ki ne ya Sugata sa sa vaka e te sudina ni maham phala ni idam bi sang khe tha ta năng pa ni tăng e te na sạc chê na su va thi hô tu ye su ba yu ta manasa đam he na ni ka Minogo tu masa sanam hite patipata amatang vige halada mudane putin phum chamana idam bi sang khe ratanang pani tang e te na sak che na su va thi ho tu gia thiên đã khi lô patavin si tu si gia cha tu phi va te phi asam pa cam pi yo ta thu pa mang su purisang vada mi yo ari cha sak cha Ni apa sati idam bi sang khe ratanang pani tang e te na sak che na su va thi ho tu ye ari cha sak cha Ni vi pha va yang thi gam phi ra pa anh nhê na su đê si ta ni kiến cha bi tê hôn tu phu sắp ba ma ta Na tê pha văn a tha ma ma di yang thi y đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng E tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma Cha hi ta pha văn thi sắc ca và điện thì viết chi kiến chi tăng cha sĩ la ba tăng ba bị gia đa thì kim chi cha tu hà pa dê thì cha nguyệt bà mùa tô cha cha phi tha na ni áp hạ bồ ca tâm y đàm bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê nhà sắc chê nhà su va thi hô thì kiến cha bị sổ cầm măng cà rô thì ba ba cầm cả dê nà ba cha Dù đã chê ta xả va phá bộ sô ta xả ba tiết cha đa giả phá bà ta đi thì phá đa xả vua ta y đàm bị sẵn khê Ra ta năng phá nị tăng ê tê na sẵn chê na su va thi hô Tu va na bà gùm bê giả tha phu si tắc ghê ghim ha na ma sê Pà tha ma smin ghiên hê ta thu phá măng thăm bà va răng a đê sa di niếp ba na gà minh Paramang hita ye idam bi buddhe ratanang panitang E te na sắc che na su va thi ho tu va ro va ra nhu va ra do va ra ha ro anu ta ro tham ma va răng
a de sa di đam bi bu de ra tha năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu khỉ năng pu ra năng na văn na thi sam pha văn vi ra ta chi yết ta ya ti kê pha va smim te khi na pi cha a vi run hi chăng đa niết băng thì thị ra giá tha văn pa di bô y đam bi sẵn khê ra tha năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta lý khê ta tha gà tâm đê và ma nu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta lý khê ta tha gà tâm đề và manu sa bu chi tăng đà hầm măng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta lý khê ta tha gà tăng đề và manu sa bu chi tăng sang khờ hăng na ma sa ma su va thi hô tu. Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đọc xong bài kinh Ratana Sutta và xin bây giờ xin mời cô tu nữ Tự Duyên và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời cô tu nữ Tự Duyên. Dạ, yeah, sa thú kính cảm ơn đại đức. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báu Ratana Sutta. Tôn giả đa với từ tâm vô lượng, trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài. Ba vòng thành quê xa ly, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 13 la mật, 10 thượng ba la mật, 10 thắng ba la mật, 5 pháp đại thi xả, 3 hạnh nguyện đoạn, trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiệt chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, 10,000,000,000 thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báu ý lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quay nhiễu trong thành quê xa ly, thấy điều được tan biến, chung đệ tử nhất tâm tụng kinh Châu Báu. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hương phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc, pháp bất tử tôi thường, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ai trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chinh chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm, là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc tru,
Đức Phật hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chinh tranh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vị bôn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đăng thiện thể được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu chủ dục với ý chí kiên trì, theo chân tranh phụng hành lời dạy đức biểu ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đa kheo chuông chặt xuống đất, dầu bốn ngương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tư thanh đê cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đạo hoàng chứng tri ly thanh đê, được đức Bồ Tát Ma kheo thuyết giảng tường tận, các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sử thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thù thoát khỏi bốn đọa sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành hạnh phúc. Bậc thanh tu đạo hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình, ví như mưa đổ hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chinh Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, bạn bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chinh Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn,
ví như ngọn đèn tắt bật tri chứng niết bàn. Nhỏ vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, ở mộng với chân ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc kinh Ratana Sutta vừa xong. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, sớm hối với đạo tràng tại cái bên nhà có Bắc Cải Lương. Sa thúc, kính trưng đại đức Từ Chi, sư Nguyên Thông và sư cô Từ Duyên. Bạch chi tôn đức và thư quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc các bài kinh Varita mà chúng ta gọi là kinh An Lành ở trong thời truyền thống Phật giáo Nam truyền, thì có một câu mà chúng ta thường hay đọc đến, đó là Ete na sacce na suvatthi hotu, hay là Ete na sacce na suvatthi sumangalam. Thì chữ suvatthi hotu, suvatthi hotu ở đây đó thường diễn là suvatthi dịch là điều tốt lành hay điều cát tường. Nói chung là dịch nhiều chữ, chữ su ở trong phạn ngữ, cái tiếp vị ngữ đầu chỉ cho những điều tốt đẹp. Atthi tức là cái sự hiển hiện, sự thể hiện tốt đẹp và những cái điều tốt lành được sanh khởi. Và chúng ta nên hiểu rằng sự tốt lành này đó, nó bao gồm cả hai phương diện khách quan và chủ quan. Khách quan tức là cái sự chuyển hóa cái hoàn cảnh ở bên ngoài, còn cái sự chủ quan đó là cái nội tại của chúng ta. Khi mà mình tụng kinh, trước khi mà mình tìm thấy được một cái sự chuyển hóa về cái hoàn cảnh ở bên ngoài, thì nội tâm của chúng ta rất là cần để được thanh thản, để được an tịnh. Do vậy trong khi tụng kinh, nếu một người mà có thể đem được cái nghĩa kinh, đem cái tâm thành của mình để làm cho cuộc sống trở nên thanh thản, cảm nhận được nhiều điều tốt lành, thì cái khả năng chuyển hóa rất là tốt. Ở trong giáo lý nghiệp báo đó, thì đa số những nghiệp bất thiện mà nó trổ sinh là lúc cái tâm của chúng ta đó, nó phóng dật, nó bất tịnh. Mà những nghiệp lành nó sanh khởi đó, là giúp lúc tâm của chúng ta được hiện diện, được tốt đẹp. Vì vậy khi mà chúng ta tin tưởng vào các bài kinh đó, thì việc mà mình tụng kinh là để cái tâm của chúng ta được được ở trong cái điều kiện tốt đẹp nhất. Nó giống như vậy thưa quý vị, là cái người mà họ chơi đêm, thì trong lúc họ đi chơi đêm họ vui vẻ đó, nhưng mà lúc đó là một cái hoàn cảnh mà rất là dễ để cho những ác nghiệp nó sinh khởi. Cái ác nghiệp trổ quả, ác nghiệp trong quá khứ trổ quả. Và thường khi một người mà trong lúc niệm lòng từ hay là tu tập tinh tấn thì nó tạo nhiều cái điều kiện cho thiện nghiệp trổ quả. Mà thiện nghiệp trổ quả thì lớn ác ác nghiệp, đơn giản như vậy. Nên chỉ suvatthi hotu, suvatthi hotu được đề cập đến trong nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Không phải chỉ có cái hoàn cảnh ở bên ngoài được chuyển hóa tốt đẹp, mà
chú Bách Thí Hồ Tú, kể cả cái đời sống nội tâm của chúng ta được an tĩnh, được thanh thản nhiều hơn. Thưa quý vị, trong cái thông tin về đại dịch ngày hôm nay á, thì chúng ta có một cái thông tin là cái cơ quan CDC, tức là cơ quan về kiểm dịch của Hoa Kỳ đó, họ vừa ra một cái bản hướng dẫn cho dân chúng trong cái việc mà các tiểu bang đang tìm cách để mở cửa lại các cơ sở thương mại cũng như các cơ sở tôn giáo và bất cứ sinh hoạt gì. Và riêng về các cơ sở tôn giáo, chúng ta nói nhà thờ hay chùa chiền, thì người ta có dặn một số điều. Đó là bất cứ một cái cơ sở sinh hoạt nào cũng phải thường xuyên cập nhật với những cái tin tức và những luật pháp của chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang. Lấy ví dụ như là đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng một cái luật đó được đưa ra bây giờ có nghĩa là một tuần sau nó vẫn như vậy. Ở trong lúc này thì người ta thường cập nhật. Do vậy bất cứ một cái vị Phật tử hay là chư tăng ni nào ở tại các ngôi chùa khi sinh hoạt đó cũng phải thường xuyên theo dõi coi thử coi những cái luật mới họ ra như thế nào. Và họ khuyên chúng ta nên có những cái phòng riêng, những cái khu vực riêng cho những người bị bệnh. Ví dụ như một người mà họ đến đó bự nhiều, họ trở bệnh, họ bị ói mửa, họ nóng sốt, thì không có nên để cho nhiều người lui tới nhiều, mà trái lại thì nên đưa người đó vào trong một cái nơi nào đó mà nơi đó tương đối cách ly, trong khi chờ đợi các nhân viên y tế. Hiện nay thì các cái xe mà cứu thương đó, họ luôn luôn có mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với người bệnh. Vì vậy lúc trước chúng ta hay có một cái chuyện là một người bị bệnh đó, như là bị xỉu chẳng hạn, một người đang đi chùa bị xỉu thì nhiều người bu lại. Bây giờ thì họ khuyên là tránh, đừng làm việc đó, mà nên đưa vào trong một cái nơi biệt lập. Và họ khuyên rằng các nơi nên có một cái thời biểu rất là rõ ràng và rất là gọn trong sinh hoạt, tức là bớt đi sự la cà. Đây là cái bệnh rất là nặng ở tại các ngôi chùa của chúng ta. Vì thường thường chúng ta đi chùa, chúng ta lân la cả nửa ngày. Bây giờ họ khuyên là đến các cơ sở tín ngưỡng càng ngắn, càng gọn càng tốt. Có nghĩa là thí dụ mình sinh hoạt từ 12 giờ cho đến 1 giờ rưỡi tới 2 giờ, thì trong vòng 2 tiếng đó được thông báo và mọi người đến một cái chính xác mình đi về, không có đến quá sớm hay là đến trễ, kéo dài thời gian ở chùa. Cái việc kéo dài thời gian đó, nó không có lợi, dạ, không có lợi nhiều lắm. Người ta cũng khuyên là ở tại các cái cơ sở tín ngưỡng nên chuẩn bị đầy đủ mà cần thiết, như là xà bông rửa tay hay là những cái thứ mà mình rửa tay mà cho người ta rửa tay mà không cần nước, gọi là hand sanitizer, và giấy tiết siêu, những cái thứ mà mình khi mà bị nhảy mũi hay gì đó mình che miệng lại. Và thường xuyên lau chùi những cái nơi bàn ghế, những nơi mà tay chân đụng vào. Và đặc biệt là khuyến khích mọi người nếu bị bệnh thì đừng đi chùa, đừng đi nhà thờ, đừng đi các cơ sở tín ngưỡng. Ở tại các chùa, nhà thờ nên để những cái thùng rác khắp nơi. Người ta khuyên như vậy, để khi mà người ta rửa tay hay là cái vật gì, người ta đến chùa, người ta mang khẩu trang đến đó, hay là mang bao tay đến mà họ muốn tháo bao tay ra, có chỗ họ quăng, họ ném, thành ra thùng rác để nhiều hơn một chút. Nên có một vài người để phụ trách đặc biệt chuyên về vấn đề an ninh sức khỏe. Có nghĩa là ví dụ như mỗi khi đi chùa, như ở chùa Pháp Luân chẳng hạn, thì ai nấu bếp, nấu bếp, ai lên chánh điện lo nhang đèn, ai lo dọn dẹp ngoài sân gây kiển. Bây giờ mình phải nhờ một hai người là để ý thường xuyên. Và để ý thường xuyên, ví dụ như có người đến chùa thì kêu gọi họ ngồi xa với nhau, và ai không mang khẩu trang nhắc họ mang khẩu trang, và có một số khẩu trang dự bị để cho người ta dùng khi cần. Cái khẩu trang không phải chỉ là bảo vệ mình mà còn bảo vệ những người xung quanh nữa. Khi mình nói chuyện càng càng có cái khoảng cách nhau càng tốt. Và cái người đó phải nhắc những người khác đừng ngồi gần với nhau quá, và cố gắng để hạn chế cái sự lây nhiễm. Ở
Ở đây người ta cũng cảnh cáo là ở tại một số các nơi sinh hoạt công cộng và kể cả các cơ sở tôn giáo thường xảy ra trường hợp đó là sự bực tức, khó chịu khi mà có một vài người không có tuân thủ, làm cho người khác trở nên nổi nóng, nổi bạo lên. Thì những lúc đó mình phải hiểu rằng phải có người can thiệp liền và đừng để chuyện đi quá xa. Vì có một vài nơi có những ấu đả khi mà người ta, người này làm điều này mà người khác không đồng ý. Thí dụ như là đi vào không mang khẩu trang mà nói lớn tiếng chẳng hạn. Thì ai đến nhắc thì những người này họ nói giống như là bộ tư bệnh hay sao mà nhắc thì chẳng hạn. Thì họ dễ sinh ra cái chuyện nổi nóng. Chúng ta nên cẩn thận. Họ khuyên là tất cả những cơ sở tín ngưỡng nên có một cách để liên lạc nhanh chóng với mọi người trong trường hợp mà có cái việc mà hủy bỏ hay là khoản lại những cái buổi lễ hay là những cái sinh hoạt. Lấy ví dụ như là một người đến nơi mà sinh hoạt, trong lúc mà sinh hoạt họ có vấn đề đó, thì phải thông báo liền để những người khác không phải đi đến nữa. Ở chùa cái này hơi khó tại vì chúng ta không biết ai đi ai không đi. Nhưng nói chung là cái khả năng mà truyền đạt phải cho tốt, và để khi người ta đi ta biết rằng có vấn đề gì họ tránh liền lập tức. Rất là quan trọng để yêu cầu mọi người là khi bệnh thì cố gắng ở nhà, đừng đi đến tham dự các buổi lễ. Và nếu trong trường hợp mà họ đến tham dự lễ mà họ bệnh đó, thì khuyên họ đến nên vào trong một cái phòng cô lập và rời khỏi cái cơ sở tín ngưỡng đó càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên thưa quý vị, đây là một số điều mà những nhà nghiên cứu họ cố gắng họ tìm ra để họ khuyến khích tất cả mọi người. Tuy nhiên, mỗi cá nhân chúng ta phải tự bảo đảm lấy, tự lo lấy. Và cho đến giờ này thì chúng ta cũng chưa biết được rằng mùa sẽ đi về đâu. Do đó, tất cả những sự cần chuẩn bị phòng chống luôn luôn là tốt. Đó là về điều muốn gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Xin được kết thúc sinh hoạt của Rung Phật Pháp Bodh Đạt Lama ở tại đây. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Thiên nhân các cõi dù thiên thiên địa thiên đã vân tập nơi đây, mong cõi lòng quan thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được. Với Như Lai thiện thệ do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, một phơi chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, pháp bân tử tôi thường đi dục phiền não, phần thân ca mâu ni kim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được, do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đăng thiền thệ được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng tu hành tiểu dục
trí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bông tử lạc chu quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đâm dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma theo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu công tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quật vô khổ tâm phật lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chặt rồi vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chứng đạt pháp vô thượng tiền thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư thiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo chân được chư thiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn.